Xoa cúng sao xài hạt, người phụ nữ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Tài xế trợ lý của Ngọc Trinh cũng bị trộm tập đến tòa. Công an phát hiện nhà kho chứa 49 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Cá cờ nặng 200 kg mắc lưới, người dân quản trị bán được 16 triệu đồng. Tàng vật đang chờ xử lý thì biến mất, sở tài nguyên môi trường xa lại lên tiếng. bị xe tải trôi ngược đâm móp đầu, nữ tài xế ô tô có phản ứng dù đúng, nhưng cư dân mạng vẫn ngứa mắt. Đoạn video được người trong ô tô đang đổ chờ đèn đỏ quay lại được và chia sẻ lên mạng xã hội. Theo đó thì ngay khi mở đầu đã thấy một người phụ nữ mặc áo sọc đang đứng giữa đường gao lớn hối thúc tài xế xe tải chở hàng chạy lên trước vì xe này đã va vào đầu ô tô của chị. Và sau khi tài xế xe tải kịp phản ứng cho xe di chuyển lên trước tránh xe đầu ô tô ra, thì người phụ nữ phát hiện ra xế hộp của mình đã bị xe tải làm cho móp cả đầu. Thế là ngay lập tức, nữ tài xế càng phát hỏa, âm giọng lên càng cao, phán một câu ngắn gọn gọi công an giải quyết. Tất nhiên, tài xế xe chở hàng không nói được gì vì lỗi sai rành rành. Vì hai bên không nói lý do, cho nên cư dân mạng đoán rằng có lẽ tài xế xe tải trong lúc dừng chờ đèn đỏ đã để xe tự trôi ngược về phía sau và đụng móp đầu ô tô của người phụ nữ. Tuy nhiên thì bên dưới phần bình luận, dù công nhận trong trường hợp này thì tài xế xe chở hàng không thể chối tội, cũng như chuyện người phụ nữ xót xa là đúng, nhưng dù sao thì cũng đã có đủ bằng chứng tố tội của tài xế xe tải mà chị gái vẫn mất bình tĩnh đứng giữa đường la sang sản và làm cho nhiều người cảm thấy khó chịu. Dọa cũng sao dạy hạn, người phụ nữ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Ngày 31 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bắc Cạn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hà Thị Huyền Trang, sinh năm 1985, ở tỉnh Bắc Cạn, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những người quen, Hà Thị Huyền Trang đã đưa ra thông tin không có thật như gia đình của người bị hại đang gặp hạn, phải chuyển tiền cho Trang để làm lễ giải hạn, được gia đình bên chồng chia đất, cần tiền để làm thủ tục chuyển nhượng. Ngay sau khi nhận được tiền của bị hại, Trang đã sử dụng tiêu xài cá nhân, liên tục bị lừa nhưng vẫn có người tin tưởng chuyển tiền cho Trang. Tháng 6 năm 2023, Trang bỏ trốn khỏi địa phương, quá trình này đối tượng vẫn tiếp tục lừa đảo. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, xác định tính chất phức tạp của loại tội phạm này, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Cạn đã xác lập chuyên án, quyết tâm bắt giữ đối tượng. Trang bị phát hiện khi đang lẩn trốn tại nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang. Tại thời điểm bắt giữ, Trang vẫn đang thực hiện cuộc gọi với một người phụ nữ để lừa đảo. Đối tượng này đã được di lý về Bắc Cạn để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, Trang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai do cần tiền tiêu xài, trả nợ nên nảy sinh ý định phạm tội. Kết quả điều tra ban đầu xác định bằng thủ đoạn trên, Trang đã chiếm đoạt số tiền trên 400 triệu đồng. Thấy shipper cứ nhìn chằm chằm vào xe khoai tây, chàng trai quyết định mua cho một cây ăn thử. Theo đó, thay vì toàn tâm toàn ý tập trung nhìn đường thì sự chú ý của anh tài xế đã va phải vào chiếc xe khoai tây lốc xoáy ở bên đường. Nhận thấy là anh tài xế bắt đầu có chút lơ là, anh khách tinh tế đã yêu cầu anh tài xế ghé lại bên chiếc xe khoai tây rồi mua ngay một cây cho anh tài xế ăn thử. Trong lòng dậy sóng vì sung sướng khi lần đầu tiên được ăn món khoai tây lốc xoáy chiên giòn, anh tài xế vừa chạy xe vừa mút ban, vừa nhai ngon lành như một đứa trẻ. Thậm chí là khi được hỏi rằng khoai tây có ngon hay là không, anh tài xế vừa nhai vừa gật đầu trả lời chắc nghịch, rất là ngon luôn. Hành động hết sức dễ thương của anh khách đáng yêu, cũng như là biểu cảm hồn nhiên của anh tài xế đã làm cho nhiều người không khỏi xuyến sao. Một số người đã để lại bình luận. Kết thúc chuyến xe, anh tài xế đánh giá khách hàng 5 sao. Sao không chở ảnh, để ảnh ngồi ở phía sau ăn cho nó ngon. Vĩnh Long, tai nạn giao thông, nữ sinh 15 tuổi tử vong tại chỗ. Ngày 1 tháng 2, Công an huyện Long Hồ, Vĩnh Long vẫn đang phối hợp các đội nghiệp vụ công an tỉnh Vĩnh Long điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm nữ sinh 15 tuổi tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, em An, 15 tuổi, điều khiển xe đạp điện, chở em Nhung, 15 tuổi, lưu thông trên đường huyện 22. Khi đến đoạn thuộc ấp Phú Thạnh B, xã Phú Quế, huyện Long Hồ, xe đạp điện do An điều khiển bất ngờ va chạm với xe máy do anh Lưu Hữu Hiền, 37 tuổi, điều khiển lưu thông cùng chiều. Va chạm khiến em An ngã ra đường, không may đúng lúc này, xe tải do tài xế Thạch Ngọc Tuấn Anh, 41 tuổi, điều khiển lưu thông chiều ngược lại cán qua người em An, khiến nữ sinh tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn được camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại, hiện công an huyện Long Hồ đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong. Công an phát hiện nhà kho chứa 49 tấn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc ngày 2 tháng 2 thông tin từ công an huyện Đức Hòa Long An đã lập biên bản tạm giữ số lượng lớn hàng hóa mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trước đó vào trưa 31 tháng 1 đội cảnh sát kinh tế công an huyện Đức Hòa phối hợp công an xã Mỹ Hạnh Bắc kiểm tra một kho hàng rộng hàng trăm mét vuông tại ấp rừng xến xã Mỹ Hạnh Bắc huyện Đức Hòa qua kiểm tra phát hiện trong kho hàng chứa nhiều hàng hóa mỹ phẩm đựng trong các thùng carton. tông chủ của lô hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ các tang vật vi phạm gồm 49 tấn hàng hóa mỹ phẩm, số lượng 1.644.000 đơn vị sản phẩm. Hiện công an huyện Đức Hòa đang tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định. Tài xế trợ lý của Ngọc Trinh cũng bị triệu tập đến tòa. Ngoài hai bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi, người mẫu Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông, 36 tuổi, tòa nhân dân thành phố Hồ Chí Minh còn triệu tập trợ lý, tài xế và bạn của Ngọc Trinh đến tòa sáng ngày 2 tháng 2. Theo đó, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Tăng Suy Khánh, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Ngọc Kiên, Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Phong Vũ tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Theo hồ sơ, Ngọc Trinh đã bàn bạc với Đông chuẩn bị xe mô tô phân khối lớn, lựa chọn địa điểm. Đồng thời, Trinh phân công chỉ đạo cho Thanh Long, Thúy Kiều, Duy Khánh chuẩn bị điện thoại, flycam để quay. Nguyễn Thị Thúy Kiều, trợ lý, Tào Duy Khánh là người quay phim cho Trinh và Trần Thanh Long là tài xế của Trinh. Nguyễn Hoàng Sơn, chủ lý của Đồng, được Trinh nhiều quay phim là những người làm thuê cho Trinh. Cơ quan điều tra xác nhận trong nhận thức chủ quan của Kiều, Khánh, Long và Sơn chỉ là người làm thuê theo yêu cầu của Trinh. Việc quay phim đưa lên mạng không phải là hành vi gây dối trật tự công cộng. Sau đó, cơ quan điều tra không xử lý Kiều, Khánh, Long và Sơn về tội gây dối trật tự công cộng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển tài liệu phương tiện bay flycam của Tăng Suy Khánh đến công an thành phố Thủ Đức để xem xét xử lý hành vi bay flycam khi chưa được cấp phép. Được biết tại phiên tòa, trong phần thủ tục, người mẫu Ngọc Trinh từ chối một luật sư và hiện chỉ còn hai luật sư bảo chữa cho Ngọc Trinh. Trước đó trong quyết định xét xử, Ngọc Trinh có ba luật sư bảo chữa, bị cáo Trần Xuân Đồng có một luật sư bảo chữa. Cá cờ nặng 200 kg mắc lưới, người dân Quảng Trị bán được 16 triệu đồng. Ngày 2 tháng 2, ông Trần Viết Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Do Hải, huyện Do Linh, Quảng Trị, xác nhận một ngư dân trên địa bàn vừa đánh bắt được một con cá cờ đến 200kg ngay trước những ngày Tết nguyên đáng. Con cá này khi được đưa vào bờ đã được thương lái mua với giá 16 triệu đồng. Người đánh bắt con cá lớn này là ông Bùi Đình Khôi, 43 tuổi, trú tại thôn 4, xã Do Hải. Con cá cờ này có chiều dài 3 mét, bề ngang bụng khoảng 80cm, được đặt lên bàn cân nặng 200kg. Theo ông Khôi vào khoảng 5 giờ sáng ngày 1 tháng 2, ông cùng ba thuyền viên đang cho thuyền đánh cá tại khu vực đảo Cồn Cỏ, cách bờ khoảng 40 hải lý thì phát hiện một con cá cờ lớn bị mắc lưới. Vì cá quá to nên phải mất rất nhiều công sức, ông Khôi đã cùng bạn tàu đưa con cá lên bờ, sau đó nhiều người khác hỗ trợ ông đưa cá vào bờ bán lại cho thương lái. Cũng theo ngư dân địa phương, cá cờ là loại cá mà ngư dân thường đánh bắt được, nhưng cá cờ có trọng lượng lớn như vậy thì rất hiếm gặp. Tài xế gây tai nạn khiến hai nữ sinh ở Nam Định tử vong là bí thư xã. Vào chiều ngày 1 tháng 2, ông Trần Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hưng cho biết người gây ra vụ tai nạn trên là ông Mai Văn Nam, bí thư xã Nam Điền. Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ ông Nam để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, ông Hiếu thông tin. Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng cho biết hai nạn nhân là em Cúc và Tâm, 16 tuổi, ở xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Hưng. Theo đó vào khoảng 20 giờ tối qua, 31 tháng 1, tại khu vực tổ dân phố Đông Bình, thị trấn Rạng Đông, hai nữ sinh đang điều khiển xe đạp điện đi học về thì xảy ra va chạm với ô tô đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến hai em văng ra đường tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được thông tin, công an xã thị trấn Rạng Đông đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phối hợp với công an huyện để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tang vật đang chờ xử lý thì biến mất, Sở Tài nguyên Môi trường Gia Lai lên tiếng Ngày 2 tháng 2, Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai cho biết đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Chư Prong báo cáo cụ thể việc phát hiện khoáng sản là đá tại thôn Hợp Thắng, xã Y Răng, huyện Chư Prong. Hiện tăng vật là số đá này đã biến mất khỏi hiện trường. Theo ông Lương Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai, huyện Chư Prong đã báo cáo việc hộ ông Phạm Văn Thủy trong quá trình đào ao đã phát hiện khoáng sản là đá xây dựng. Tuy nhiên hiện chưa có quy định cụ thể về vấn đề tận thu nên huyện lúng túng trong xử lý. Về việc xử lý bằng cách lấp hết lại như phương án của huyện Chư Prong, ông Lương Thanh Bình cho rằng chưa hợp lý. Nếu huyện gom lại, xác lập sở hữu toàn dân và bán đấu giá thì hợp lý hơn, ông Bình nói. Trước việc huyện Chư Prong đưa ra phương án là lấp hết lại, nhưng thực tế đa phần số đá đã được chẻ làm đá xây dựng, vận chuyển đi nơi khác, chỉ một số ít được vùi lấp lại thì ông Bình nói, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng nhận được video phản ánh. Vấn đề này, đơn vị đã yêu cầu huyện Chư Prong báo cáo cụ thể. Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Ia Răng xác định khu đất của hộ ông Phạm Văn Thủy, thôn Hợp Thắng, có khoảng 1.600m2 đất đã được múc, khoảng 300 cục đá ba đường kính từ 0,5 đến 1m, ước tổng cộng khoảng 150 đến 170m khối bị khai thác trái phép. Số đá trên đã giao cho ban công an xã và ban lãnh đạo thôn Hợp Thắng cùng phối hợp theo dõi, giám sát và quản lý. Tuy vậy, đến nay chỉ còn lại một vài cục đá tại hiện trường. Ông Lê Tấn Hiếu, trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Chư Prong, nói đã cho lấp hết lại. Tuy nhiên, người nhà ông Phạm Văn Thủy cho biết hiện chỉ một số ít cục đá được đẩy xuống hố, vùi đất lấp lại. Trong đêm vẫn có người tới để chẻ đá rồi vận chuyển ngay đi nơi khác. Cụm linh vật rồng ở Bình Định nhận mưa lời khen Chiều ngày 1 tháng 2, Cụm linh vật rồng giáp thìn năm 2024 của tỉnh Bình Định tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, được khánh thành. Ủy ban dân tỉnh Bình Định cho biết, biểu tượng với chủ đề tự hào truyền thống cha dòng mẹ tiên dựa trên câu chuyện truyền thuyết Việt Nam về Lạc Long Quân và Âu Cơ nội trăm trứng như là một niềm tự hào nói về sống dòng tiên và truyền thống văn hóa lịch sử của dân tộc Việt Nam. Với khát vọng vươn lên của đất nước và quê hương Bình Định, các chi tiết trên đó đã được sắp đặt chặt chẽ với hình tượng Lạc Long Quân và Âu Cơ, trung tâm mặt chính diện. Bên trên là tượng sông oai phong màu vàng đồng làm tông chủ đạo, phía sau là các dãy núi đa xen hùng vĩ. Bên cạnh đó biểu tượng trong trứng nở ra thì còn được diễn tả theo nhiều ý nghĩa và mỗi quả trứng có kích thước, hình dáng và bên trong với những đường nét văn hóa truyền thống. Sản phẩm văn hóa du lịch, sản phẩm ô cốp đặc trưng của tỉnh đã và đang góp phần tích cực phát triển quê hương Bình Định. Ngoài ra, bối cảnh mặt sau là mô hình không gian khoa học của tỉnh và hình ảnh về các công trình hiện đại nhà ở, biểu tượng khát vọng về phát triển vươn lên tầng cao mới của Bình Định, hai bên coi rồng với màu sắc ấn tượng đang uốn lượn vượt xa. Sau khi cụm linh vật này được khánh thành, cả trăm người dân Quy Nhơn cũng đã đến tham quan và check-in. Anh Nguyễn Văn Dũng, 40 tuổi cho biết, cụm linh vật năm nay ở Bình Định thật sự rất đẹp. Cá nhân tôi thấy năm nay đẹp nhất trong những năm gần đây. Hai dòng phủ đã hoành tráng, dòng chính lại còn hoành tráng hơn. cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ tin tức mới mỗi ngày